Ok, xin chào tất cả các bạn, các bạn quay trở lại với kênh channel của Thiên Vũ. Hôm nay thì Thiên Vũ làm một cái video, tại vì có nhiều anh chị cũng hỏi hoặc các bạn hay hỏi là cái reverb và cái echo chỉnh sao cũng như vang số. Thì cái video này thì mình sẽ không nói sâu về kỹ thuật mà Vũ sẽ chia sẻ và nói sâu về cái vấn đề để cho các bạn hiểu hơn về cái reverb và cái echo. Cái reverb và echo á, tại vì các bạn ví dụ mà chúng ta đi làm mà chúng ta không hiểu nó, mà chúng ta sử dụng theo một cái quy trình, một cái trình tự tham số, giống như là các bạn thế này nè, có nhiều bạn anh ơi cho có hỏi Vũ hoặc mấy anh em kỹ thuật á, là có gửi cho mình cái tham số, gửi các bạn một tham số nào đó mặc định để chúng bạn sử dụng ở nhà. Thì đây là cái video mình trả lời những cái lý do mà tại sao những cái tham số mình luôn luôn các bạn cần phải lưu ý. Thì đối với reverb với các bạn thì đầu tiên là reverb nha. Thì cái reverb á, khi mà chúng ta mà set up reverb á, thì nhiệm vụ nó là gì? Nhiệm vụ của cái reverb là nó giúp tạo cho chúng ta một độ vang. Và cái độ vang của reverb là một cái kiểu vang, gọi là một kiểu effect. Nó vang ở trong một môi trường bị phản xạ. Hôm nay là như vậy. Giống như chúng ta, các bạn thấy đi, khi mà chúng ta đang ở trong, mình sẽ có một ví dụ của bạn test tại nhà luôn vẫn được nha. Ví dụ bạn đi vô một cái nhà hàng nào đó hoặc một vị trí nào đó, các bạn có thể là alo trong gia đình mình cảm thấy là tiếng nó rất là gọn gàng, rất là trong trẻo. Nhưng mà khi chúng ta đi vào một căn phòng trống hoặc nhất là nhà tắm đó, ví dụ là nhà tắm đi, thì chúng ta cái giọng nói chúng ta sẽ bị vang và nó sẽ có một độ bay và một độ bay nhất định đó, nó vang đều ra. Thì cái đó gọi là vang thường thường trong cái reverb, ta gọi là một room các bạn, room tức là phòng, thì âm thanh vang là âm thanh vang trong phòng đó. Rồi thì đối với cái reverb này là các bạn, thì chúng ta nên sử dụng một cách phải hiệu quả và chúng ta phải hiểu nó để chúng ta kiểm soát được nó. Ví dụ chúng ta không thể nào mà dùng một cái tham số mà bên Vũ hay là bên bất kỳ ai mà chúng ta một cái chuẩn nào đó với một tham số như vậy rồi chúng ta lấy đem về nhà chúng ta xài, không xài được các bạn. Tại vì nó khác ở nhau điểm là thứ nhất là quay video như Vũ đang quay đây nè, thì nó đi qua một cái môi trường không gian thì nó sẽ bị mất đi một phần nào đó so với cái tại thời điểm mà từ loa nó đi đến tai của Vũ. Còn đối với các bạn đang xem video thì ở thời điểm video này, thì khi mà Vũ nói ra cái độ vệt nó sẽ ra được 10, nhưng mà khi mà tiếng micro của điện thoại á, các bạn chỉ lấy được khoảng tầm 8 thôi hoặc là 7 thôi. Và sau đó nghe từ cái loa điện thoại đó, các bạn sẽ bị mất đi rất là nhiều. Nên mà cái việc mà ghi âm mà khi mà quay video hát thử trên những cái video mà Vũ hay quay á, thì thường Vũ sẽ cho dư để cho các bạn nghe bằng điện thoại nó có thể dễ cảm nhận cái độ bay và độ vượt của reverb thôi. Chứ còn khi mà ở tại thời điểm mà mình hát hơi thực tế thế này là âm thanh nó sẽ khác, nó sẽ bị dư rất là nhiều các bạn, nó vang lắm đó. Thì các bạn nên hình dung, nên hiểu rõ là khi mà chúng ta áp dụng reverb thì chúng ta đôi khi ở trong, nó tùy theo một cái môi trường, một cái phòng khách của các bạn nó khác, ở cái phòng riêng của các bạn cũng sẽ khác, hoặc là cái cách bố trí loa của các bạn nó sẽ khác đó. Nên khi mà chúng ta sử dụng cái reverb thì chúng ta phải hiểu nó. Và khi mà test mic cũng vậy, test mic đồ mọi thứ là chúng ta đầu tiên là chúng ta không phải là mới ban đầu vô là chúng ta sẽ test mic có effect liền. Chúng ta nên test mic thô. Mic thô là giống như Vũ đang nói này. Đây, mic đây, mic thô này, tức là không có bất kỳ một effect nào trong đó cả. Đó, là mic thô. Vũ cho verb vô nha, các bạn sẽ nghe được bay nè. Vang. Vang. Đó. Các bạn thấy chưa? Đây là phần mic thô, thì chúng ta sẽ test mic thô trước. Tại vì ở không gian, ở trong các căn phòng của bạn có sự cộng hưởng. Trong cái nhà, tài khoản bố cục nhà mà chúng ta đâu giống nhau đâu các bạn. Đó, nên chúng ta phải hiểu luôn cả lúc khi mà chúng ta đi setup cho khách hàng cũng vậy nữa, là mỗi bố cục của nhà khác nhau, cái bố trí loa cũng khác nhau, thì nó cũng sẽ tạo ra những cái sự cộng hưởng, bao gồm vách tường cho đến vách ngang, đến vách trần, nó rất là nhiều thứ. Thì nó sẽ cũng sẽ có một cái, khi mà chúng ta nói thôi này, những cái phòng mà bị vang thì nó sẽ cũng đã tạo ra một cái vợp rồi. Và nếu chúng ta không hiểu cái reverb và chúng ta phòng đã vang rồi mà chúng ta còn tăng thêm cái reverb vào nữa, thì nó sẽ giúp, nó sẽ gây hại việc là chúng ta sẽ bị rất là nhiều và cái giọng mình rất ảo và nó không có mượt theo cái tiếng của mình đó. Nên cái phần này là các bạn phải lưu ý, đó là Vũ chia sẻ các bạn reverb. Còn reverb room á, để mình sẽ cho các bạn nghe được cái tiếng room thế nào, cũng giống như chúng ta vô một cái sân vận động nào mà kính, các bạn khép kính á, những môi trường kính á mà không có nhiều vật tư mà trống như nhà kho, nhà xưởng rồi, thì các bạn sẽ test được, các bạn sẽ hiểu room đó. Hoặc là vào nhà tắm là chúng ta test hiệu quả nhất. Một cái mẹo cơ bản thôi, khi mà chúng ta đi tắm các bạn thử hát chay bằng miệng đi, không có micro không gì cả, hát ở trong căn phòng thôi, là các bạn nghe âm thanh nó rất là đã, cái giọng mình rất là hay đó. Đó,
thì thật ra mình chỉnh effect, mình hiểu được vấn đề những vấn đề đó thì chúng sau này chúng ta sẽ cân đối giữa cái căn phòng, giữa cái bộ loa của mình và giữa cái effect ở trên cái con van số. Vũ ví dụ là van số đi, tại van số vẫn là xài trong gia đình nhiều nhất. Vũ chia sẻ ở góc độ gia đình. Đó, thì chúng ta lưu ý. Rồi, bây giờ mình chia sẻ với các bạn như vậy là Vũ đã hình dung nha. Nên bởi vì khi mà những cái căn phòng mà vang quá đó thì chúng ta hạn chế sử dụng reverb nha. Chúng ta phải biết tận dụng vào những cái reverb ở cái môi trường nữa. Tức là tận dụng luôn cả cái reverb môi trường nữa, chứ không phải là chỉ sử dụng reverb này không. Nên tham số các bạn mà đưa qua chúng ta để nhiều cộng hưởng với reverb môi trường nữa thì âm nó vang lắm, nó không có hay, nó rất ảo và nó không còn cái giọng của mình nữa. Rồi, và Vũ sẽ test một cái độ reverb nha các bạn ha. Alo, 1, 2, đây là cái reverb rất là ít. Nhưng mà nói chuyện, họp, hành với nhau thì cái reverb này là reverb phù hợp nhất. Và tại sao nó phù hợp? Tại vì nó vừa phải và nó cảm giác nó sẽ lặp lại và nó cảm giác là khi mà người nói nó cũng sẽ rất là đỡ mệt rất là nhiều các bạn, và nó giọng mình nó sẽ trong trẻo và cái từ ngữ trong cái miệng mình nói ra nó sẽ được điểm thêm một phần nào đó để cho nó liệm đi cái những cái phần mà bị thô. Ví dụ như là thô là ví dụ giống như giọng hát vậy, ví dụ người ta gọi là những người hát được giọng ngân hoặc là những người không hát được giọng ngân, đó là như vậy đó gọi là thô. Thì cái vợt nhiệm vụ nó sẽ sửa chữa những cái tiếng đó của mình, ví dụ như nó thô, mình nói không có mượt này nọ, bị rất là khô khan, thì vợt nó sẽ giúp cho mình những cái đuôi hay những cái điểm mà gọi là điểm bỏ nhỏ của mình, làm cho cái điểm mình nó bay và nó mịn ra và nó có một điểm giảm nhẹ về âm lượng mình, nó mịn, rất là mịn tiếng này. Đó các bạn ha, rồi mình sẽ bỏ nhiều vợt và xem các bạn thử nha. Alo, 1, 2 đấy đó, còn đây là rất là nhiều. Khi mình bỏ vào các bạn thấy không, giống như là mình đang ở trong một cái hội trường và nó nhận lại cái giọng nói của mình một cái feedback rất sâu rất là nhiều. Thì cái verb này thì đối với khi mà chúng ta phải biết nguyên tắc bù trừ, thì đối với Vũ mà nói chuyện không thế này thì họp là nó cực kỳ khó chịu rồi, nó phải giảm xuống, vậy nó hợp lý hơn đó. Còn khi mà hát á thì nó lại là khác. Tại vì khi mà hát á thì cái nền beat cho đến cái phản xạ trong cái căn phòng của mình thì cái beat nó đã bị đè những cái tiếng verb. Nếu mà chúng ta bỏ ít quá như vậy á thì coi như là chúng ta hát cảm giác nó rất là thô, trừ khi một cái ca sĩ có một cái giọng hát đúng điểm rồi có một độ ngân đồ này nọ đầy đủ thì có sự kỹ thuật cao á thì họ hát nổi thôi, chứ còn mình karaoke mình không thể nào mà hát nổi được các bạn. Đó. Rồi, alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, khi mình bỏ nhiều vào á thì khi mà beat đè như vậy thì những cái ca từ chúng ta nên bỏ nhiều. Cái việc này á thì đồng nghĩa với việc là khi mà chúng ta phải hát, mở beat lên, hát thử, chúng ta mới đưa ra một cái con số chính xác cho cái reverb này. Làm sao? Thứ nhất là khi mà hát lên cái giọng mình không được quá bay bổng. Không được quá bay bổng, vì khi mà càng nhiều verb lạm dụng nó quá nhiều thì nó sẽ rất là bay và rất là ảo, nghe rất là khó chịu. Cái thứ hai là cũng không được để ít quá. Nếu mà ít quá thì các bạn sẽ nghe giọng mình rất là phô và bị thô. Thì chúng ta sẽ cân làm sao cho hài hòa giữa cái việc mà nền beat á. Giống như vậy các bạn dễ hiểu. Khi các bạn hát nhạc mà bolero, những mà beat mà nhạc sống á, thì cái reverb nó rất là dễ lòi ra. Cái reverb á hầu như là bị đè. Nhưng mà các bạn hát những cái bài mà feel nhẹ nhàng ballad thì các bạn sẽ hát lên, các bạn sẽ thấy reverb nó sẽ lộ ra ngay luôn. Thì cái đó, việc đó là một phần để các bạn đánh giá và hình dung được cái reverb của mình. Thì các bạn sẽ cân đối để chúng ta cân chỉnh cho nó hài hòa, phù hợp ha. Và đó là hiểu rõ hơn, reverb là một kiểu vang, là vang trong một cái hình họp, năm nay là hình họp đi, một trong một không gian họp để các bạn có độ vang. Và một cái còn lại chính là echo. Mình nói đến phần echo thì echo nó là một cái delay các bạn. Năm nay là echo chỉ là nói chung là một cái tên gọi thôi, thật ra tất cả mọi thứ là delay. Delay là năm nay là một sự lặp lại những cái độ trễ, những cái nhịp trễ. Mình nói số 1 thì nó sẽ ra 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, thì nó như vậy. Thì cái delay này cũng y như cái reverb các bạn, nó khác với nhau là cái độ vang nó nhiều khách hàng thì đương nhiên người tiêu dùng cuối thì mình sẽ không nói được, tại vì khách hàng sẽ không biết cái effect của mình nó có hai dạng như vậy đâu. Ví dụ như là cái delay phổ biến nữa là nhất là trong karaoke. Nếu mà cái delay này để mà đẹp nhất á, làm sao cái delay mà cái chỉnh cho echo nó hay á, thì hầu như chính là cái echo nó nằm ở những cái tham số, nó cũng dựa vào cái tempo của bài hát nữa các bạn. Ví dụ cái tempo bài hát của bạn mà 120 như thế nào đó thì chúng ta sẽ tham số
chuẩn cho nó dễ chỉnh hơn, nó sẽ hay hơn. Và cái delay chúng ta cũng không nên bỏ quá nhiều, tại vì khi mà các bạn làm delay mà chúng ta bỏ quá nhiều delay thì nó rất là lạm dụng. Và như vậy, và chúng ta đang dựa vào delay quá nhiều, thì cái việc mà chúng ta hát lâu hát dài nó sẽ làm cho chúng ta suy hao về cái giọng hơi thật của mình, tại vì mình nghĩ là mình đã đang hát tốt rồi đó. Nhưng mà vậy thật ra nên delay nó có một phần hỗ trợ, nên khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta nên lưu ý là vừa phải thôi, và cố gắng mình hát và mình tập hát làm sao càng ngày mình càng giảm đi phần delay tí xíu để nó tăng ở một cái chế độ mà tính chuyên nghiệp, chứ đừng có hát mà hát karaoke hát hoài hoài càng ngày càng tăng delay lên. Biết là nó là giải trí, nhưng mà khi mà chúng ta hát thì chúng ta phải bỏ tiền mua sản phẩm, thì chúng ta phải trải nghiệm nó, và chúng ta càng ngày phải tăng trưởng cái việc mà mình cái giọng hát mình lên nữa, như mình luyện mình tập đó. Đó. Rồi cái việc mà delay cộng với reverb kết hợp với nhau sẽ như thế nào, thì đối với cái delay và cái reverb á, để mà kết hợp với nhau á, thì cái mọi người có thể hiểu như thế này. Thì đối với Vũ á, như các bạn đi, như Vũ nãy cố tình mình chia sẻ về cái việc reverb để các bạn hiểu. Thì cái reverb á, chúng ta nên cũng phải coi vào cái không gian nữa. Nếu mà cái không gian nó đã có verb sẵn rồi thì chúng ta có thể tận dụng, và chúng ta bỏ bao nhiêu phần trăm verb của thiết bị đưa vào cái micro, hay là nếu đã vang quá nhiều thì chúng ta nên loại bỏ luôn cả cái reverb ở trên micro luôn đi. Như vậy, tại vì khi chúng ta bỏ nó quá nhiều, nó rất bị ảo và nó bị tối đi cái tiếng hát của mình, giọng hát của mình. Còn delay cũng vậy, thì chúng ta một có hai dạng để mà trợ giọng của chúng ta, những cái nhịp mà ngân nga hay là những luyến lấy mà chúng ta hát còn yếu á, thì delay á có hai dạng. Một là dạng karaoke. Dạng karaoke thì các bạn có thể làm cho nó lộ ra một cách thoải mái, lặp lại rất là nhiều. Nhưng mà một cái dạng nữa là chúng ta vẫn sử dụng delay, nhưng khi alo không có nền beat thì nó mới nghe. Còn khi mà chúng ta hát lên, cái delay nó vẫn có nha các bạn, nhưng mà nó sẽ không lòi ra. Thì như vậy nó vừa, thứ nhất là đáp ứng được hai vấn đề. Một là vừa chờ được cái sức lực, và cũng như là cái tiếng hát của mình nó nhẹ nhàng và nó bay bổng hơn, nó thoải mái, nó thoát hơn, nó dễ hát hơn. Hai là nó vẫn đáp ứng được cho người nghe ở một cái tính chất là, mang ra tính chất là chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp. Đó, thì cái đó sự phối hợp, nó sự nôm na là về cái effect á các bạn, là nó không có một cái chuẩn các bạn. Thì nôm na là các bạn có thể hình dung là tùy vào cái không gian khác nhau, rồi cái loa các bạn cũng khác nhau, rồi kiểu effect của từng van số nó cũng khác nhau, thì chúng ta phải trộn với nhau. Nó giống như là thêm mắm thêm muối, cái nào dư thì mình cắt bỏ, cái nào thiếu thì mình bỏ vào, thì phải hiểu. Nhưng mà để mà làm được cái chuyện đó cho nó hài hòa thì việc đó chúng ta phải hiểu được cái cốt lõi của sản phẩm của mình. Hiểu được cái vấn đề của reverb và cái delay thì các bạn sẽ làm việc đó sẽ tốt hơn, và chúng ta là kiểm soát được cái sản phẩm, kiểm soát được cái tốc độ và kỹ thuật ở trong căn phòng, các bạn sẽ làm cho khách hàng ok hơn và ngon hơn rất là nhiều, nó khác một trời một vực luôn. Ok, thì cái video ngày hôm nay là Vũ đã chia sẻ các bạn đôi điều về hiểu rõ hơn về cái reverb và cái delay, và xài cho nó sao cho nó hợp lý. Còn mà nói về reverb và delay và hướng dẫn cái cách chỉnh đó, thì các bạn có thể xem video cũ của Vũ. Vũ cũng đã chia sẻ cho các bạn khá là đầy đủ rồi. Còn hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau. Video lần sau thì mình sẽ chia sẻ các bạn về cái việc mà có nên đặt cái con lọc xì trong cái dàn karaoke hay không, hoặc là trong một dàn karaoke đặt quá nhiều thiết bị thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái gì, hay là nó như thế nào. Thì hẹn các bạn cái video lần sau nha các bạn ha. Còn về cái cách lọc xì thì Vũ cũng đã có một video chia sẻ các bạn luôn rồi, các bạn có thể coi lại video cũ lọc xì của bên Thiên Vũ. Còn về sau mình sẽ chỉ cách là tại sao mình nên xài hoặc là không nên xài, và tại sao lọc xì này, nhiệm vụ nó để làm gì, để các bạn hiểu rõ hơn về sản phẩm. Ok, nếu các bạn thấy những video mà chia sẻ của Vũ mà bổ ích và hay, thì đừng quên cho Thiên Vũ một like và share và subscribe kênh. Vũ sẽ làm những video chia sẻ hay hơn và giới thiệu các bạn nhiều sản phẩm xịn sò và nhiều sản phẩm chất lượng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ok các bạn, sau khi mà mình nói xong đó, mình quên mình hát thử các bạn ha. Thì cái video này thì Vũ sẽ hát thử, lâu mà mình cũng không hát nữa, mình cũng hát thử cho mọi người nghe. Thì đầu tiên mình sẽ có một cái bản hát là mình sẽ có reverb và mình sẽ pha một chút echo trong đó, hôm nay là delay tí xíu, nhưng mà khi mà mình hát nó sẽ không lộ các bạn nha, không lộ cái delay ra, giống như kiểu hát hơi giống la lai xíu. Rồi thì chút nữa mình sẽ cố tình mình sẽ tăng cái echo lên và mình sẽ các bạn hát cái kiểu karaoke cho các bạn cảm nhận được hai cái effect nó khác nhau, và tất cả đều có reverb và có cả cái echo trong đó luôn, tại vì phòng Vũ thì có tiêu âm, nên mà nếu mà mình
giảm cái reverb đi thì nó sẽ rất là khô tiếng và nó không có tròn tròn cái tiếng đuôi của mình, tiếng xì, những cái tiếng âm mà tại vũ hát không có tốt nữa. Đó, nên mình sẽ hát thử cho mọi người nghe thử nha. Ok. Alo. Vâng. Check. Check. Alo. Check. 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 Alo. Lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều hoang mang. Vùng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đợi đợi cô. Đường tàu mùa xuân em biết em đang mong chờ, tàu về tàu đi như mang theo niềm thương nhớ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hờn rồi, mà em ứng hồng vì thẹn thùng đi bên nhau. Trên sân ga chiều người đông như ai cũng là, tình cờ gặp nhau ngỡ như mình quen quá. Chuyện gần chuyện xa mỗi ngày em từ giã, anh tránh con tàu sao nỡ vô tình rơi sân ga. Ok, đó các bạn thấy là sau khi mình hát một đoạn mình có thay đổi những cái vị trí giữa effect, cái reverb và echo để thay đổi hoán đổi vị trí nhau. Khi mà echo nhiều mình sẽ giảm verb xuống, và khi mà verb nhiều lên mình sẽ echo chỉ là một phần đệm nhỏ cho mình thôi, khi mà hát nó không được lộ echo ra. Thì thường là Vũ sẽ thích như vậy. Cái echo mình chỉ giúp là hỗ trợ cái người hát thôi, chứ mình không muốn lộ ra, nó sẽ bị mất đi cái tính chất hay trong cái sản phẩm, cái tính chất hay trong cái bài hát. Với lại nó cảm thấy cái nó nói chung là chắc do Vũ thích như vậy. Chứ còn các bạn hát karaoke thì thật sự lòi cái echo effect ra thì nó vẫn dễ hát hơn, nó quen tai hơn. Nhưng mà thường Vũ lắp cho khách đó, thường Vũ sẽ hay để cho khách hát đầu tiên là hơi nhiều tí xíu, về sau mình chỉnh lại khách giảm dần thì khách rất là thích hát, càng ngày càng phải càng hay lên, nó cải thiện cái giọng hát của mình luôn. Ok, xin chào các bạn.